Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ chơi Block Phố tiếp nè. Và các bạn có thấy cái gì lạ không? Thì á, Happy đã tạo một nhân vật mới này, nhưng mà tên vẫn cũ như tên cũ. Nói chung là tên cũ nhưng mà hay đổi bộ đồ thôi. Ok. Nhưng mà mấy cái mắt kiến này với cái này là không có thể đổi thôi. Thì đổi cái tóc với cái bộ đồ thôi. Wow, cái này là Happy phải mua bằng robot lận đó, là xu đó mấy bạn. 1490, wow. Các bạn biết gì chưa, Happy đã lên 16 tuổi rồi đây. Nói chung là level 16 mà tại Happy thích nói vậy á. Rồi thôi, bây giờ Happy sẽ coi Happy mua được giống gì đây nha. Không, cái này nhiệm vụ thôi. Xác nhận. Rồi. À, ý là nó kêu mình đánh mấy con này. Đánh bại 5 con này đúng không? Trời dễ. Trời ơi. Trời ơi dễ mấy bạn ơi. Một đứa rồi nè. Hình như đánh bại gì trai gì á. Không biết, nói chung là mấy cái con. Nói chung là mấy cái con này hình như là nó ở trên đảo này. Nhưng mà nó xong. Ủa mới này ba con. Ủa đánh mới này được 2 con hả? Làm nãy giờ tưởng đâu làm mới đánh được có 1-2 con hả? Ấy còn 1 con nữa thôi. Xong. Ok. Thôi đi qua đánh con khỉ. Con khỉ tới level 14. Mình là con nó có mấy level thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Hôm đó có 2 level. Ủa quên, tự nhiên đánh hỏng. Hỏng giọng vô một cái, thôi đi. Rồi sắp tới rồi nè. Bây giờ Happy sẽ đi lên nha. Sắp tới thôi chứ chưa có phải tới rồi, tới rồi nè. Cười. Sao đỏ thấy không, mình phải cần máu. Chứ mình không có cần năng lượng. Chứ đâu cần năng lượng. Tại mấy con quỷ này nó mạnh lắm. Happy đi nhìn nó cười. Trời ơi. Ê nhìn kìa. Nhìn mặt hiền gì mà dữ thế. Sao giờ này cái giá ấy. Vua duyên. Xong. 2 con khỉ. 2 con mân kỳ. Để tìm giờ mới nói để tìm coi ai nhà ha. Ai nhà mấy cái con khỉ này đứng đây nè. Rồi lúc kia Happy đánh con hủy hủy kia kìa. Xong nó đứng đây nè. Happy đứng đây nè. Happy đá cái gì mà bước pha gì đó, cái nó bay ra biển luôn. Happy không biết luôn đó cái gì nè. Ui nhưng mà hên cái này có gốc cây chứ không là con khỉ này nó chạy ra biển luôn à. Ra coi. Đau quá. Đau. Xong. 17 tuổi. Yay. Trời ơi chỗ này chán quá. Thôi đi qua chỗ khác chơi. Giờ Happy cũng biết là chỗ nào Happy chưa đi nữa. Tại vì chỗ nào Happy cũng đi rồi hết. Như lại đi mấy cái chỗ khác. Ê nhớ rồi. Bây giờ không có đi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mua. Quậy. Cao quá. Hello con khỉ, đừng kiếm chị nha. Không kiếm chị vô đâu. Đó có chỗ lên rồi nè. Yeah. Trái lò xong rồi gì vậy má? Cái trái lò xong ăn vô hả? Ê chứ lọ xong. Ê không biết nên ăn không, tại vì ăn nó hơi bị ủ luôn á. Tại vì Happy có con mấy bạn kia chơi á. Happy cũng thấy vậy á. Cái con không biết ra sao nữa. Ê Happy xe ở đây chứ. Level 50 lận. Chán. Tối rồi. Đi về. Tối rồi không có đi vòng vòng được. Đi vòng vòng sẽ rất là tối mù mệt luôn. Giận có đúng một mình Happy mập đều. Happy đánh nó rồi. Bây giờ mình sẽ đi. Trái
lò xo nha. Bạn muốn làm gì với chim đó? Ăn hả? Lưu trữ chứ. Ê, có nên ăn không? Đến chim đó. À, để lùi là chính xác luôn. Oh my god. Để xem, để ra test với con này coi. Hello. Ủa, cũng rảnh quá ha. Sao không làm được cái gì cái con này hết đi. À, đây 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 đây. Được rồi, đây đây. Dùng để hai cháu nó đánh nhau đi. Để bây giờ mình đi xuống mình mua các quỷ nha. Cũng có tác dụng. Để qua đi xem cửa hàng đây. Xin chào, tôi bán kiếm. Ờ, bán kiếm hả? Đao hay tặc thôi, không mua đâu. Sao ta lại không cho mình xem hình chứ kìa. Mua cái giống gì đây? Ồ, đây, đây, đây. Ờ, ở cái lò xo của mình lại. Đây, 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 đây. Đây. Cái đó đó mấy bạn, mình có một trái nhưng mà mình đã bị mất. Trái gì? Không, không phải cái trái mà nó kiểu nó, nó là cái trái. Bị lẹo ơi, nói chuyện nhiều quá bị lẹo. Rồi sao đi tiếp. Ủa sao bây giờ mình lại bị mất mèo, mày chết. Để ê, con này cái gì vậy? Hết hồn, cái mặt nhìn như con quỷ vậy. Ớm rồi mấy bạn ơi. Ủa cái nói giật mình luôn á. Thằng ơi, cứu tôi. Chết rồi, trời ơi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Đâu ra con quỷ này với tàn. Cái mặt như đóng kẹt. Vậy đó. Đừng bao giờ khiên thường người khác. Ê, con quỷ đó nó có 6 muối. Không bao giờ đâu. Thấy rồi nè. Rồi, nó làm miếng giấy hả bi quá. Cái xong cái nó đứng hiền luôn. Thôi, vậy tranh thủ mình đi lượm gương rồi xong đi về, bye bye. Đi lượm cái rương cái. Rồi, chứ không lượm rương là không có money để mua trái. Rồi các bạn ơi, bây giờ Happy sẽ kiểu như là da lộn. Đó, bây giờ Happy sẽ cày tuổi nha. Rồi Happy sẽ cày tới tuổi 18, ok bye bye. Ủa lộn. Để bây giờ Happy sẽ đi cài nha. Happy đang đứng, Happy quánh mấy cái con này để Happy kiểu như là tăng tuổi lên. Cái xong mẹ này ba lợi bà hello Happy. Ừ, Happy cũng hello lại. Ừ, đó hết hồn. Rồi xong bây giờ Happy sẽ đánh mấy con này. Nè các bạn ơi, nãy giờ Happy cài đó, Happy đánh mấy con này nhỉ. Sắp được 1.000 rồi. Hai bây cài sắp được 1.000 luôn rồi nè mấy bạn ơi. Không, sắp được có 18 tuổi rồi. Đây sao mình như còn 2-3 con rồi đó. Tại sao mình nó đi đâu mất tiêu vậy. À,
nãy giờ Happy quánh lại giành quánh với Happy hoài. Happy bị quật á. Tại giờ hồi thằng với tập tướng á, Happy bạn kia đang đánh Happy lợi, Happy nhảy vô người và nó Happy đánh luôn. Hình như bây giờ Happy bị lại. Trời. Rồi xong hai con. Không có cả năm sáu rồi đây một nè thứ hai nè thứ ba rồi thứ bốn nè thứ năm nè chưa được đâu tới thứ sáu rồi thấy chưa hả nó đúng mà năm sáu con gì đó ủa mà đóng đại hay cũng đúng đó mấy bạn ơi rồi level 18 quà đánh con monkey rồi bây giờ hai bên cũng không biết nên làm gì nữa ai cửa hàng thôi bỏ qua đi mấy bạn không và các bạn ơi nếu như mà các bạn thích video này thì hãy nhớ like share cho mình nha và ngày hôm nay á Happy đã lượm được cái trái ác quỷ là so nè đó ủa dạ đây Happy làm lại cho à kiểu như là mình đẩy người ta đó mấy bạn nhưng mà người ta hình như không có bị mất máu đâu. Và ngày hôm nay nhưng mà Happy cũng đã lấy được trái ác quỷ rồi. Và nếu như mà các bạn thích video này thì hãy nhớ like share nhiều cho Happy có động lực để làm tiếp cho các bạn xem nha. Và giờ thì chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.